Nay mình làm nem ha. Đây là một bò mà nên mình xay ra đó. Hiểu người ta xay trước đi. Ở cái này bao nhiêu pound em? Này cả khoảng 5 pound thịt bò. Bò biểu nó xay cả 2-3 lần vậy đó. Đây là những cái đồ quay đi dưới đây luôn nè, quay trong đó rồi xả xuống đây lên. Cô thấy hàng tép con Mỹ có thiếu gì đâu, chị nhìn coi. Thì đó. Đây là bột nem ha. Đây là bột nem nè, mình bỏ cái này vô là mình bò nó tái hết. Cái bao nhiêu năm pound thì bao nhiêu bột mà bịch bột nem? 5 pound năm bịch. Ồ, cứ một bịch này là cả khoảng một pound bịch pound nem ha. 5 pound mình làm 5 bịch thì nó hơi yếu tay một tí, mềm tí, không cứng lắm. Bò đỏ chưa? Đỏ đã chưa? Ăn nem á thì nem bò nó tốt hơn là nem heo ha. Tại vì nem heo người ta cũng làm nem nhưng mà nhiều người không có thích ăn thịt heo, heo sống. Nên mình làm nem bò. Có lý lắm ạ. Ba củ tỏi. Năm chả ớt. Ba tỏi có nhiều ớt? Khoảng 3-4-5 ớt thì tùy theo, nhưng mà này là khoảng 4 trái. Cay thì ít. Cay nhiều thì nhiều. Ớt thì ít thôi. Tiêu nữa, tiêu 2 chén đường hả? 5 pao là 2 chén rưỡi. Ủa, đường cũng nhiều dữ vậy đó hả? Ừ. Đó, điền dữ vậy đó hả? Nếu mà không ít thì nó sẽ không lợi. Người ta làm không ngon là vậy, người ta làm không có tới. Muối, đường, ớt. Muối thì chỉ xíu. Bỏ luôn tiêu luôn giờ cũng được chứ đâu phải. Ba có cái hủ tiêu ngay chỗ kia, ngay chỗ kia, tôm tiêu kia kìa. Cho con miếng nữa. Ớt trộn lên. Thêm thêm tiêu 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 này với tiêu hột hai thứ nhưng mà cho ớt ít. Nữa. Nữa được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Tiêu vô. Tôi để ra nó nồng mà. Đâu có hộp vuông đâu mà. Cái hộp ở trong đó, cái tủ nhỏ kia ở trên. Chặt bò đó. Bò thì phải xay 3 lần, 4 lần được, nhưng những nào tốt mấy. Cái trộn ngay ha. Chủ yếu là ba dịch cái chảo thôi. Chứ ba không trộn, biết trộn mà trộn không đều như vậy. Trộn cho cái gì muốn trộn mà dịnh đi, nó mạnh ta không trộn cho. Bóp cho mạnh lên nó dài nó ngon hơn. Bóp nhiều nha. Trộn đó không chịu bỏ bì rồi cho trộn luôn đi chứ. Để trộn đây trước chứ. Rồi. Cho nó trộn cho nó đều. Nó trộn đều ghê ấy chứ, rồi da nó mới điều khác. À, phải trộn cho nó đều nha, không trộn đều là nó hư. Nó chỗ mặn chỗ lạc. Má lấy giùm con có bịch miệng kia nè. Bịch miệng gì nữa? Đang làm mà cứ nói kệ nó ăn trong người đó. Mày, Việt Nam nó làm nó rất đắt rồi sao? Ba trộn đi rồi con bỏ từ từ vô. Dạ, mình phải bỏ bì vô ha. Bì là actually thật sự nó là chỉ từ là từ cái da heo thôi phải không em? Da heo là bì. Da heo nha, nhìn nó giống bún quá ha. Không, ba mà một hồi mà mãi cái là hư liền à. Trộn như ba. Cái da heo này nó chín chưa ta? Chín rồi.
chín rồi nó mới ấy vậy. Chín không? Này nó luộc rồi. Ăn nhiều lúc da heo nó còn sống không? Sống nó đâu có gì. Đây mình làm nhà mình ăn thôi nha. Chứ mình làm mình bán kiểu này á mình lỗ từ lưa luôn. Đậu mà này khoảng 600. Đậu mà đứng mà bóp cái kiểu này á là hết ăn luôn. Mệt lắm. Nếu mà mình làm mà mình bán á là mình phải có máy, mình xay rồi cái mình máy trộn. Mình trộn với nổi chứ không bóp kiểu này bóp ai bóp cho nổi. Ok ba buông ra mình con đi. Nó trộn chứ nó đều. Ừ. Chưa lộ trộn thêm vô hả? Men chua. Đó, giờ mang chua vô. Hai. Đây là 5 pound thịt bò ha. 5 pound thịt bò thì cỡ khoảng 2kg á. Hơn 2kg thịt bò một tí. 4. Rồi đây nem chua hả? 5 rồi. 5 rồi chứ sao nhưng mà hết rồi. Đó. Rồi bóp tiếp. Bây giờ thì từ từ cũng được. Chứ không tí nữa mà bỏ cái nước men. Măng của cho nó chín là phải bóp cho lẹ. Cái măng. Men nè. Men em mà. Men á. Chứ không phải mang. Đó, lấy cái đầu ra, băng ngồi xuống, chủ yếu là... Chủ yếu là bóp thôi ha. Đấy, con cần tí, nó kinh nghiệm hơn. Nhưng mà nó đen, cái lá này cái kia vô cái nó đỏ rồi ha. Ok, bây giờ mình đổ mang vô nha. Nó đỏ luôn một lần chứ. Đó, giờ bỏ cái này vô là... Con trộn lên, bà bỏ thêm vô. Bà bỏ thêm vô đi. Đó. Cái này vô bắt đầu cái thịt bò nó đỏ lại liền. Ụp lại, móc cái dưới lên. Cái này là cái măng á. Cái măng của để cho thịt nó chín. Rồi, cái bạc thay bạc xuống đi. Đưa ba nặng trộn cho. Dĩnh đi, đưa ông bóp cho. Ông bóp không đều. Cái này nó hư. Đây nó hư. Đó, nó quen ở đây á. Bóp mà không đều là nó hư á. Má mày gì Việt Nam rồi. Nhưng tí làm rồi. Rồi làm nó không được nó hư hả? À? Ờ. Đâu bỏ lộn đồ chứ cái bỏ trước cái bỏ sau chứ không à. Không phải. Cho nhiệm đàn tao nói gì sống vậy á, bởi vậy á mình nấu nó thâu vô đây chứ tưởng cho nó nghe luôn. Nhiệm đàn á. Sống á thì phải ma mảnh, phải bon chen. Mình á đi ra mình mua thịt bò. Rồi cái xong cái mình nói nó là có mấy sai không sai luôn dùm cái bà bán, bà nó không có sai. Không có sai cái mình nó không có mấy sai mình không mua cái thằng chồng nó có. Cái xong cái nó xách đi, nó sai cho mình tưởng đâu đó có sai, nó xách đi cho tới 3-4 tiếng đồng hồ sau. Mình mua thịt bò ngon, nó đem lại thịt bò gì mà gân, cốt gì đâu, thịt bò vụn vằn, nó sai, nó đem, xách tới đem cho mình mà nó sai chín rồi cái trơn, vậy làm sao mình làm được. Đó là chuyện của Việt Nam ha. Mình đưa tiền rồi, mình phải ở đó chờ nó, chứ đâu có bỏ đi được. Bỏ đi là mình bỏ tiền, bỏ thịt của mình sao, phải chờ nó. Việt Nam nó mua mấy cái thịt nem gì để làm nem ngon cái đêm mà đổi thịt bò khác, làm gì làm nem nó hư bà lắm á. Từ hư đó không dám ăn. Sai ở đâu mà cũng không biết nữa mà chờ gì mà lâu. Đưa tiền rồi là phải đứng chờ thôi. Con gắn mà chứ gặp con lâu là nó lăn hơn nó đâu có để tình trạng hết. Cái gì từng về Việt Nam á nó đâu. Đâu có máy xay đâu. Rồi ha, bây giờ lấy cái đồ cuốn ha. Lấy cái cùng giấy nhựa bánh đưa con á. Rồi lấy cái thớt. Cái thớt để xuống và cuốn. Đó, bây giờ nó là cứng lại chưa. Nó cứng lại một tí nữa nó đỏ. Rồi nó cứng lại. Bây giờ mà bóp mà không ấy là nó cứng lại rồi nè. Đúng rồi,
Đây đó. Quấn như vậy đó. Còn lát nữa nó mới đỏ lên. Ba ngày lại rồi. Thì bữa nay tới bữa đó là vừa nữa. Đúng luôn á. Quấn này nó thì nhìn này nó đang thui thui lụi chưa. Mà để một tí là nó đỏ lên. Lấy cái cây này không? Tí nó đỏ lên giống cây này không? Đỏ nem heo. Đỏ làm xong rồi quay cái kia nè. Ba ngày là nó như vậy nè. Đó. Rồi, đó. Thấy chưa? Cả khoảng 3-4 ngày nó đỏ vậy nè. Ok, thì cái này là đã thành công. Cái đó làm trước rồi. Nhìn đã không? Cây đây tháo ra nghe không? Có xíu rượu nữa là thôi là không say không về. Rượu nó là ngất ngay, ngất ngay. Đó, cái này là 3 đúng ngày sau. Ok. Rồi, chúc mọi người thành công. Bye. Bỏ cái đó, chụp cái đó.